Cách mạng nền tảng Bạn đang nghe sách từ sách gọn.com Phần 1 Tổng quan Cuộc cách mạng nền tảng của Geoffrey Parker, Maso Van Ansi và Sanjit Chowdhury là một cái nhìn toàn diện về sự xuất hiện của các nền tảng với tư cách là những người thống trị thị trường. Sự cạnh tranh của chúng với các doanh nghiệp đường ốn và các phương pháp hay nhất trong việc thành lập và quản lý nền tảng. Nền tảng kết nối hai loại người dùng để trao đổi thứ gì đó có giá trị, điều này khác với mô hình kinh doanh theo đường ống truyền thống nơi thứ gì đó có giá trị được tạo ra bằng cách chuyển nó từ nhà sản xuất sang nhà sản xuất với người tiêu dùng nhận nó ở bước cuối cùng các nền tảng đang thống trị các quy trình sản xuất đặc biệt vì chúng giảm chi phí tạo ra giá trị tiêu thụ và kiểm soát chất lượng các nền tảng phục vụ thị trường hướng tới người tiêu dùng cũng như thị trường giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp và có thể thúc đẩy tăng trưởng nhanh chóng thông qua quy mô kinh tế mỗi bên của mạng phụ thuộc vào bên kia để có thể hoạt động do đó thách thức chính của bất kỳ nền tảng nào là tuyển dụng người dùng ở cả hai bên sự tăng trưởng người dùng ở một bên của nền tảng thu hút nhiều người dùng hơn ở bên kia do hiệu ứng mạng mô tả cách các thay đổi đối với một khía cạnh của mạng có thể ảnh hưởng đến các phần khác của mạng các nền tảng có thể chi tiền cho các kế hoạch thu hút người dùng vào mạng và kiếm lại số tiền đó với sự phát triển tiếp theo ở phía bên kia của mạng các thước đo thành công của nền tảng không chỉ đơn giản là thước đo cho biết quy mô của mạng mà là thước đo cho biết tương tác thành công giữa những người dùng điều này phụ thuộc vào việc đảm bảo rằng mục nhập vào mạng là không ma sát nhất có thể vì tính hữu ích của nền tảng trong việc quản lý các kết nối giữa các loại người dùng khác nhau bị ảnh hưởng trực tiếp bởi các rào cản gia nhập việc duy trì mục nhập dễ dàng yêu cầu chỉ tính phí cho các tương tác thành công hoặc tính phí cho bên khác để truy cập vào mạng đã thiết lập thành công cũng đòi hỏi phải tránh các hiệu ứng mạng tiêu cực xảy ra khi mạng trở nên rất lớn các nền tảng có thể chọn mở quyền quản lý nền tảng cho nhiều công ty bằng cách cấp phép cho nền tảng và dữ liệu mà nền tảng tạo ra cho các bên khác mở tài trợ cho nền tảng bằng cách trở thành một liên doanh hoặc mở cả quản lý và tài trợ bất kể phương pháp nào được sử dụng hướng dẫn quản trị tốt trong một nền tảng quy định rằng nó sẽ luôn tạo ra giá trị cho người dùng và sẽ không thay đổi các quy tắc có lợi cho nền tảng vì mục đích kiếm nhiều tiền hơn sự cạnh tranh giữa các nền tảng phụ thuộc vào chi phí đa điểm hiện tượng người dùng sử dụng nhiều hơn một nền tảng cũng như cách thức và liệu một nền tảng có thể khiến người dùng từ bỏ nền tảng cạnh tranh hay không do một số nền tảng có khả năng tác động tiêu cực đến những người bên ngoài mạng lưới của họ nên các chính phủ đang cố gắng điều chỉnh chúng trong khi đó, các nền tảng đã tham gia vào nhiều ngành công nghiệp, nhưng họ vẫn có thể cách mạng hóa nhiều lĩnh vực khác, chẳng hạn như giáo dục và chăm sóc sức khỏe. Phần 2. Chìa khóa rút ra mạng nền tảng có thể phát triển nhanh chóng vì sự tăng trưởng ở một bên của mạng thu hút nhiều người dùng hơn đến bên kia do hiệu ứng mạng. Một mạng quá lớn có thể sụp đổ nếu nền tảng không thể tạo điều kiện cho các kết nối hữu ích. Kiến trúc của một nền tảng dựa trên năm yếu tố người dùng mặt hàng mà người dùng sẽ trao đổi tiền tệ bộ lọc giúp người dùng chọn nhà sản xuất và thông tin được sử dụng để đưa ra quyết định đó các nền tảng phát triển nhanh hơn các doanh nghiệp truyền thống vì chúng có chi phí phân phối và tăng trưởng thấp có thể tận dụng người dùng để tự động hóa các quy trình và sử dụng các phân tích dự đoán để phục vụ nhu cầu của khách hàng tốt hơn một nền tảng mới phải tuyển dụng người dùng để điền vào tất cả các vai trò trong mạng để phục vụ mục đích của nó nền tảng có lợi nhuận chỉ tính phí người dùng hoặc bên thứ ba khi làm như vậy không ngăn cản người dùng tham gia và tham gia các nền tảng áp dụng các cách tiếp cận khác nhau đối với tính mở tùy thuộc vào những gì họ có đủ khả năng để phơi bày trước các đối thủ cạnh tranh và những gì họ muốn kiểm soát chính sách nội bộ dành cho nền tảng bảo vệ niềm tin và giá trị cho người dùng cũng như duy trì kỳ vọng thực tế các số liệu về tình trạng mạng của một nền tảng khác nhau tùy theo giai đoạn phát triển của nền tảng nhưng phải luôn đo lường giá trị của nền tảng đối với người dùng. Các nền tảng cạnh tranh bằng cách không khuyến khích multi-homing, tức là khi người dùng sử dụng nhiều hơn một nền tảng cho cùng một mục đích. Nếu các ngoại ứng tiêu cực từ một nền tảng là đáng kể thì các cơ quan quản lý nên xem xét liệu quản trị nội bộ của nền tảng có thể làm giảm các ngoại ứng đó hay liệu nền tảng có đang thúc đẩy hành vi chống cạnh tranh hay không nhiều ngành công nghiệp, bao gồm y tế và giáo dục, là những ứng cử viên lý tưởng cho việc mở rộng kinh doanh nền tảng vì chúng dựa vào trao đổi thông tin. Có người gác cổng là con người, bị phân mảnh và có thông tin bất đối xứng. Phần 3. Bài học rút ra chính một. Mạng nền tảng có thể phát triển nhanh chóng vì sự tăng trưởng ở một bên của mạng thu hút nhiều người dùng hơn đến bên kia do hiệu ứng mạng. Một mạng quá lớn có thể sụp đổ nếu nền tảng không thể tạo điều kiện cho các kết nối hữu ích mỗi thành viên tiếp theo của mạng đều có giá trị hơn thành viên trước đó vì người dùng đó làm tăng giá trị của mạng bằng tất cả các kết nối tiềm năng mà họ có thể thực hiện phân phối lan truyền có thể thu hút người dùng nếu việc truy cập vào mạng diễn ra suôn sẻ nhưng một mạng mạnh sẽ giữ chân những người dùng đó hiệu ứng mạng tiêu cực xảy ra khi mạng quá lớn hoặc khi người dùng quá tải để nhận được lợi ích từ nền tảng mạng bị sập có thể do người dùng tham gia với ý định sử dụng nền tảng vì lợi ích cá nhân với chi phí của những người dùng khác điều mà chắc roulette đã gặp phải khi nó phát triển đủ lớn và vấn đề những người đàn ông có lông trần trụi bắt đầu mạng không còn có thể tự kiểm soát và người dùng sẽ tham gia trò chuyện trong tình trạng khỏa thân một giao dịch mà hầu hết người dùng không muốn nhưng không thể ngăn chặn do thông tin hạn chế mà họ nhận được trước khi được kết nối với một đối tác trò chuyện khác Thỏa thuận cấp phép người dùng cuối có thể nêu rõ các tiêu chuẩn nhất định nhưng không thể thực thi chúng chỉ bằng cách đạt được thỏa thuận của người dùng. Vì vậy, cộng đồng có trách nhiệm ngăn chặn sự sụp đổ bằng cách báo cáo một số loại hành vi nhất định có đủ lý do để cấm người dùng. Chính sách thông thường hơn sẽ buộc người dùng báo cáo lẫn nhau về hành vi không phù hợp, nhưng vì Chat Roulette là một hệ thống ẩn danh không cần đăng ký, nên cần phải cấm người dùng vi phạm theo địa chỉ IP của họ một trở ngại dễ dàng vượt qua đối với bất kỳ người dùng bị cấm nào đang tìm kiếm tham gia thay vào đó một dịch vụ trò chuyện như chat roulette có thể tránh được sự cố đàn ông lông lá khỏa thân bằng cách cung cấp cho người dùng hình ảnh của đối tác trò chuyện từ cuộc trò chuyện trước đó trước khi kết nối họ mang lại cho mỗi bên cơ hội ngắt kết nối nếu hình ảnh cho thấy một người khỏa thân tạo một mạng lành mạnh trên bất kỳ nền tảng nào không chỉ yêu cầu người dùng cho từng vai trò mà cả những người dùng tin tưởng lẫn nhau để tham gia vào các giao dịch. Đây là một vấn đề mà nhiều cơ chế báo cáo và thông tin hơn có thể giải quyết. Phần 4. Bài học rút ra chính hai Kiến trúc của một nền tảng dựa trên năm yếu tố. Người dùng, mặt hàng mà người dùng sẽ trao đổi, tiền tệ, bộ lọc giúp người dùng chọn nhà sản xuất và thông tin được sử dụng để đưa ra quyết định đó. Ví dụ, một phụ nữ là người dùng youtube nhận được các đề xuất video được tuyển chọn và quyết định xem hay không xem video đó từ tiêu đề của video khi cô ấy xem một video cô ấy trả tiền cho video đó bằng một lượt xem đơn vị tiền tệ của youtube đơn vị tiền tệ được sử dụng trong một nền tảng có thể là thành phần đa dạng nhất trong số các thành phần tạo nên kiến trúc của nền tảng các đơn vị tiền tệ này có thể là bắt buộc chẳng hạn như lượt xem trên youtube sẽ tăng lượt xem lên một lượt bất kể người xem có thích video hay sẽ giới thiệu video đó cho bạn bè hay không sau đó người dùng có thể chọn thưởng cho nhà sản xuất video bằng một lượt thích hoặc một nhận xét tích cực góp phần vào sự phổ biến của video bất kỳ video nào cũng nhận được đơn vị tiền tệ của một lượt xem nếu người dùng xem video đó nhưng những video hay sẽ nhận được các đơn vị tiền tệ phụ thuộc vào tương tác khác nhau người dùng cũng có thể phân loại video là yêu thích hoặc thêm video đó vào danh sách phát tùy chỉnh. Một nền tảng duy nhất có thể sử dụng một số loại tiền tệ khác nhau để thưởng cho các hành vi khác nhau. Trên YouTube, một lượt xem thưởng cho việc sản xuất nội dung mà mọi người xem nhưng các hình thức tiền tệ tương tác khác thưởng cho nội dung có chất lượng tốt, một tiêu chuẩn thay đổi theo thời gian. Phần 5. Bài học rút ra chính ba các nền tảng phát triển nhanh hơn các doanh nghiệp truyền thống vì chúng có chi phí phân phối và tăng trưởng thấp có thể tận dụng người dùng để tự động hóa các quy trình và sử dụng các phân tích dự đoán để phục vụ tốt hơn nhu cầu của khách hàng trong một doanh nghiệp đường ống việc mở rộng đòi hỏi phải sở hữu nhiều quy trình sản xuất hơn hoặc tăng công suất bằng cách bổ sung cơ sở vật chất và nhân sự một nền tảng có thể phát triển đơn giản bằng cách tuyển dụng thêm người dùng hoặc nhà sản xuất sở hữu quy trình sản xuất và bằng cách cho phép người dùng thực thi các tiêu chuẩn chất lượng của riêng họ ví dụ một nền tảng cung cấp thị trường cho những người đam mê trò chơi cờ bàn để tìm các nhà thiết kế trò chơi cờ vua nghiệp dư có thể mở rộng quy mô mà không mất phí vì những người có trò chơi để cung cấp có thể tự thêm và sản xuất nội dung cho người dùng nhiều người dùng sẽ tham gia nếu nền tảng này hữu ích và được quản lý tốt. Một nhà sản xuất trò chơi board game theo phong cách đường ống sẽ cần thuê các nhà thiết kế và nghệ sĩ và tạo các bản sao, vật lý của trò chơi để phù hợp với những người dùng đang tìm kiếm một trò chơi được tạo ra một cách chuyên nghiệp. Một nền tảng có thể mở rộng cơ sở người dùng của mình bằng cách cung cấp các trò chơi ít tốn kém hơn có thể được in trên máy in gia đình thay vì phát sinh chi phí cho một đường ống sản xuất. Phạm vi nội dung của nền tảng sẽ lớn bằng số lượng nhà thiết kế tham gia và những nhà thiết kế đó có thể bao gồm những người nghiệp dư ít được biết đến với những ý tưởng mới. Sau đó, nền tảng có thể kiếm tiền từ công việc của họ thay vì đầu tư vào trò chơi trước khi bất kỳ ai mua chúng. Phần 6. Bài học rút ra chính bốn, một nền tảng mới phải tuyển dụng người dùng để đảm nhận tất cả các vai trò trong mạng nhằm phục vụ mục đích của nó người dùng sẽ không đăng ký dịch vụ nếu không có nhà sản xuất và nhà sản xuất sẽ không đồng ý cung cấp dịch vụ nếu không có người dùng nào sử dụng sản phẩm của họ một nền tảng thành công phải tuyển dụng cả hai bên này trước khi có thể tạo ra một hệ sinh thái lành mạnh một số nền tảng giải quyết vấn đề này bằng cách sử dụng các mạng hiện có chẳng hạn như facebook hoặc bằng cách trở thành nhà sản xuất hoặc người dùng đầu tiên của chính họ Bài toán hốc búa giữa nhà sản xuất và người tiêu dùng là một vấn đề phổ biến ngay cả bên ngoài ngành công nghiệp nền tảng, đặc biệt là đối với người dùng ô tô điện. Một chiếc ô tô điện chỉ hữu ích nếu nó nằm trong khoảng cách lái xe đến trạm sạc, nhưng khoảng cách trung bình giữa các trạm sạc vẫn đủ xa ở Hoa Kỳ nên việc sở hữu một chiếc ô tô điện là không thực tế ở những khu vực chỉ có các trạm gạt cho người dùng. Những ngôi nhà các chủ xe điện đang làm việc cùng nhau để giải quyết vấn đề này bằng cách cung cấp các trạm sạc tại nhà của họ cho những người lái xe điện khác miễn phí hoặc có tính phí. các nền tảng mới, chẳng hạn như PlugShare, cho phép chủ sở hữu ô tô điện lên kế hoạch cho chuyến đi của họ quanh các trạm sạc có sẵn. mặc dù những nền tảng như vậy có thể cũng phải đối mặt với thách thức ban đầu trong việc thu hút cả người lái xe và người dân có trạm sạc để tạo ra một mạng lưới hữu ích. một phần bảy bài học rút ra chín năm một nền tảng có lợi nhuận chỉ tính phí người dùng hoặc bên thứ ba khi làm như vậy không ngăn cản người dùng tham gia và tham gia tính phí một số người dùng trong một nền tảng có thể dẫn đến mạng nhỏ hơn nhiều vì một số người dùng bỏ cuộc khi được yêu cầu thanh toán tuy nhiên việc tính phí đúng người dùng vì lợi ích mà họ nhận được có thể tạo ra số tiền lớn cho nền tảng hoặc có thể thu hẹp phạm vi người dùng chỉ cho những người có ý định sử dụng toàn bộ mạng từ đó tạo ra một môi trường mạng nhỏ hơn nhưng lành mạnh hơn về tổng thể. Ví dụ, nền tảng nghe nhạc Pandora không tính phí người dùng khi tham gia dịch vụ, tạo đài, hoặc nhận thông tin về các ban nhạc mà họ thấy thú vị. Tuy nhiên, người dùng miễn phí được yêu cầu ngồi xem quảng cáo làm gián đoạn âm nhạc của họ. Nếu họ chọn đăng ký, họ có thể nghe nhạc mà không có quảng cáo và có nhiều quyền kiểm soát hơn đối với âm nhạc phát trên đài của họ. Pandora kiếm tiền từ cả người dùng miễn phí và người dùng trả phí vì nền tảng nhận được doanh thu quảng cáo từ người dùng miễn phí và phí đăng ký từ người dùng trả phí. Hai các thành viên của phía bên kia mạng, các ban nhạc và nghệ sĩ biểu diễn âm nhạc, nhận được tiền bản quyền từ Pandora. Các ban nhạc ít nổi tiếng hơn thu được lợi ích lớn từ việc được giới thiệu với người nghe Pandora và các ban nhạc lớn hơn được tiếp xúc nhiều hơn mối quan hệ mà các nhà sản xuất trên các nền tảng khác có thể sẵn sàng trả tiền. Phần số 8, điểm mấu chốt 6. Các nền tảng áp dụng các cách tiếp cận khác nhau đối với tính mở tùy thuộc vào những gì họ có đủ khả năng để phơi bày trước các đối thủ cạnh tranh và những gì họ muốn kiểm soát. Nền tảng có thể cho phép bất kỳ ai phát triển tiện ích mở rộng cho nền tảng hoặc giới hạn quyền truy cập của nhà phát triển và những người bên ngoài mạng. Một công ty như Apple kiểm soát hầu hết mọi thứ về các sản phẩm di động của mình. Điều này cho phép họ giữ các nhà sản xuất và nhà thiết kế tuân theo các tiêu chuẩn thiết kế và chất lượng nhất định. Mặt khác, Lino hoàn toàn mở cho phép các tình nguyện viên quản lý sản phẩm mà khách hàng thực sự sử dụng. Các phiên bản nguồn mở của nhiều nền tảng đang xuất hiện khi nhu cầu về chúng tăng lên. Một là hệ điều hành di động mã nguồn mở sai Ano dừng Mốt một phiên bản nguồn mở hoàn toàn của hệ điều hành Android mà người dùng có thể cài đặt trên điện thoại của họ để tránh những bổ sung độc quyền mà các nhà sản xuất thiết bị thường thực hiện cho điện thoại. Ba ngoài ra còn có một phiên bản nguồn mở của nền tảng bản đồ của Google, OpenStreetMap, mà bất kỳ người dùng nào cũng có thể chỉnh sửa để đảm bảo rằng nó chính xác nhất có thể ngay cả ở những khu vực mà hình ảnh vệ tinh hoặc phương tiện lập bản đồ không thể đi tới bốn. Các phiên bản nguồn mở của nền tảng có xu hướng sử dụng nhiều hơn. Sai Ano dừng mốt chỉ có thể được cài đặt trên điện thoại có quyền truy cập rút. Quyền này được tăng cường kiểm soát đối với các khía cạnh của hệ điều hành Android. OpenStreetMap không cung cấp chỉ đường lái xe theo cách của Google Maps. Tuy nhiên, các nền tảng nguồn mở cung cấp sự linh hoạt hơn nhiều cho những người dùng có kiến thức về cách thao tác với chúng. Phần 9. Bài học rút ra 97 Chính sách nội bộ dành cho nền tảng bảo vệ niềm tin và giá trị cho người dùng cũng như duy trì kỳ vọng thực tế. Các nền tảng thường đưa ra các quyết định quản trị không phổ biến để bảo toàn lợi nhuận của công ty ngay cả khi quyết định đó làm giảm sự lựa chọn của người dùng hoặc khiến dịch vụ trở nên ít giá trị hơn đối với họ. Các quyết định công bằng và minh bạch giúp duy trì lòng tin của người dùng và duy trì những kỳ vọng thực tế. Đôi khi Giải pháp tốt nhất cho một vấn đề trong một nền tảng là không rõ ràng, đặc biệt khi một nền tảng phải duy trì thỏa thuận với một số khách hàng trong khi gây bất tiện cho những người khác. Nền tảng trò chơi thực tế ảo Oculus có một số trò chơi dành riêng cho tai nghe Rift giúp tăng giá trị của nền tảng, nhưng người dùng dịch vụ có tên Revive có thể truy cập một số trò chơi độc quyền Oculus Rift trên tai nghe HTC Vive của họ các nhà sản xuất revive đã đảo ngược vị trí của họ bằng cách xóa bản vá cho phép người dùng lách các yêu cầu về tính độc quyền quyết định này đã giảm các dịch vụ dành cho người dùng revive không công bằng đối với oculus đổi lại oculus sau đó đã xóa mã khỏi các trò chơi ngăn chủ sở hữu vai chơi các trò chơi dành riêng cho revive làm giảm giá trị của các giao dịch độc quyền trên nền tảng của họ nhằm hàn gắn mối quan hệ với người dùng revive bên ngoài mạng của họ nằm ở những điểm khác nhau những vị trí thay đổi này về tính độc quyền của nền tảng đã gây bất tiện cho người dùng review cá nhân và nhà phát triển trò chơi. Nhưng kết quả cuối cùng đã tăng sự công bằng cho toàn bộ cộng đồng trò chơi thực tế ảo. Phần 10. Bài học rút ra 98. Các số liệu về tình trạng mạng của một nền tảng khác nhau dựa trên giai đoạn phát triển của nền tảng nhưng phải luôn đo lường giá trị của nền tảng đối với người dùng. Ở các giai đoạn khác nhau trong vòng đời của nền tảng, sức khỏe của mạng phải được đo lường bằng các số liệu khác nhau một công ty khởi nghiệp có thể được đo lường bằng tốc độ phát triển và hoạt động của những người có ảnh hưởng chính các nền tảng trưởng thành cần đo lường giá trị mà người dùng nhận được từ các giao dịch và dữ liệu hữu ích giúp họ đổi mới ngay cả trong một nhóm nền tảng cụ thể chẳng hạn như nền tảng hẹn hò một tương tác thành công có thể có các hình thức khác nhau và yêu cầu các chỉ số khác nhau một trang web hẹn hò có tỷ lệ người dùng tìm thấy đối tác mà họ tiến tới kết hôn cao sẽ làm tốt, việc công khai tỷ lệ đó để thu hút nhiều người dùng quan tâm đến các mối quan hệ lâu dài hơn. Nhưng một trang web hẹn hò phục vụ cho những người dùng quan tâm nhiều hơn đến các mối quan hệ thông thường hoặc hẹn hò ngắn hạn sẽ không quan tâm đến dữ liệu đó. Ví dụ, các trang web hẹn hò eHarmony và Tinder có các đối tượng mục tiêu khác nhau vì vậy họ có thể dựa vào những khác biệt về nhân khẩu học đó để tìm các nhà quảng cáo muốn truy cập vào mạng của họ. Một trang web hẹn hò có tỷ lệ kết hôn cao sẽ thu hút các nhà quảng cáo muốn bán nhà, nhận cưới và đồ dùng nuôi dạy con cái. Việc xem những quảng cáo đó trên trang web hẹn hò thông thường có thể khiến người dùng nhầm lẫn về loại mối quan hệ mà họ có thể nhận được từ mạng của nền tảng. Phần 11. Bài học rút ra chính chính các nền tảng cạnh tranh bằng cách không khuyến khích đa điểm nghĩa là khi người dùng sử dụng nhiều hơn một nền tảng cho cùng một mục đích các chiến lược cạnh tranh của nền tảng bao gồm hạn chế quyền truy cập của các dịch vụ cạnh tranh thu thập và cung cấp các tài nguyên tốt nhất cho người dùng phân tích dữ liệu để hiểu rõ hơn về thị trường và đối thủ cạnh tranh và mua lại hoặc sáp nhập với các đối thủ cạnh tranh và các nền tảng bổ sung một nền tảng có thể trở nên phổ biến đến mức tất cả người dùng của đối thủ cạnh tranh đều đã sử dụng nền tảng đó do đó bao trùm người dùng của họ cho đến khi một mạng lành mạnh hơn hoặc nền tảng ưu việt hơn xuất hiện môn ty hôn minh và cạnh tranh có thể là một thách thức ghê gớm đối với các mạng xã hội nói riêng vì chi phí của môn ty hôn minh quá thấp và mức độ phổ biến của một số mạng quá cao nhiều người dùng facebook tình cờ có tài khoản google plus chỉ vì họ có tài khoản gmail hoặc vẫn mở tài khoản myspace vì họ không bao giờ nhớ đóng chúng điều này có nghĩa là các số liệu về người dùng như số lượng người dùng và số lượng kết nối giữa những người dùng kể từ khi tham gia ít có ý nghĩa hơn trên các nền tảng không phổ biến hoặc phần lớn bị bỏ rơi đồng thời nếu người dùng muốn chuyển sang một mạng xã hội mới dựa trên một tính năng mà facebook không có chẳng hạn như chuyển sang diaspora vì mạng xã hội này không quảng cáo hoặc thu thập dữ liệu người dùng thì người dùng nhảy nền tảng sẽ cần khuyến khích kết nối trên facebook để thực hiện chuyển đổi để có thể chia sẻ ảnh và diễn biến cuộc sống với bạn bè đổi lại những kết nối đó có những người bạn trên facebook của riêng họ mà họ không muốn từ bỏ một sự mạnh mẽ hoạt động như một lớp bảo vệ tự nhiên cho mạng của facebook Mức độ phản đối việc chuyển từ một trang truyền thông xã hội phổ biến sang một trang ít phổ biến hơn lớn đến mức một công ty thống trị thị trường như Facebook có thể tiếp tục kiểm soát thị trường theo quán tính. 6 phần 12 Bài học rút ra 90 Nếu các ngoại tác tiêu cực từ một nền tảng là đáng kể, các cơ quan quản lý nên xem xét liệu quản trị nội bộ của nền tảng có thể làm giảm các yếu tố bên ngoài đó hay liệu nền tảng có đang thúc đẩy hành vi chống cạnh tranh hay không nền tảng có thể ảnh hưởng đến những người không thuộc mạng lưới của họ chẳng hạn các ứng dụng đi chung xe cạnh tranh với tài xế taxi và các nền tảng cho thuê nhà đôi khi gây khó chịu cho hàng xóm hoặc làm hư hỏng tài sản cho thuê quy định của chính phủ không nên ngăn cản nền tảng phục vụ khách hàng của họ nhưng nên can thiệp nếu nền tảng trở nên phản cạnh tranh hoặc tạo ra quá nhiều bất tiện hoặc rủi ro cho công chúng một khía cạnh của nền tảng cần được các cơ quan quản lý của chính phủ xem xét đặc biệt là lượng thông tin mà nền tảng thu thập và lưu trữ về người dùng việc thu thập dữ liệu không chỉ gây rủi ro về quyền riêng tư mà còn khiến người dùng có thể bị đánh cắp danh tính và vi phạm dữ liệu ngay cả những nền tảng không chuyên bán sản phẩm chẳng hạn như facebook và twitter cũng cung cấp cho người dùng tùy chọn lưu dữ liệu thẻ thanh toán để mua dịch vụ thông qua nền tảng này các quy định của ngành thẻ thanh toán đưa ra các tiêu chuẩn để các công ty này tuân theo khi lưu trữ thông tin này, nhưng việc vi phạm tên người dùng và mật khẩu tại một nền tảng có thể gián tiếp làm lộ tất cả các thông tin đăng nhập thẻ đã lưu này. Điều này thể hiện rủi ro thậm chí còn lớn hơn mà không được giảm thiểu một cách hiệu quả trừ khi các nền tảng cam kết lưu trữ mật khẩu ở dạng được mã hóa, che khuất. Phần 13. Bài học rút ra 91. Nhiều ngành, bao gồm cả y tế và giáo dục là những ứng cử viên lý tưởng cho việc mở rộng kinh doanh nền tảng vì chúng dựa vào trao đổi thông tin, có người khác cổng là con người, bị phân mảnh và có thông tin bất đối xứng các nền tảng hoạt động tốt nhất trong các ngành nơi chúng có thể tạo điều kiện thuận lợi cho việc chia sẻ thông tin, tăng khả năng tiếp cận với những người ra quyết định và kết nối nhà sản xuất và người dùng, những người không thể tìm thấy nhau, họ có thể làm cho việc phân phối thông tin trở nên công bằng hơn ngay cả trước khi giao dịch diễn ra các nền tảng không phù hợp trong các ngành được quản lý chặt chẽ nơi thất bại phải trả giá đắt hoặc nơi tài nguyên cực kỳ đắt đỏ một ngành đáp ứng lý tưởng cho việc mở rộng nền tảng là thiết kế công nghiệp và xây dựng các nền tảng trong lĩnh vực này đang mở rộng khi chúng cho phép các nhà thiết kế và kỹ sư chia sẻ kế hoạch thêm và thay đổi thông số kỹ thuật cũng như tạo lịch trình phức tạp để hoàn thành dự án trong hầu hết các trường hợp những người sử dụng các nền tảng này đã kết nối với nhau nhưng thường gặp khó khăn trong việc giao tiếp rõ ràng qua các phương tiện hiện có chẳng hạn như điện thoại và email họ được hưởng lợi từ cách truyền dữ liệu nhanh chóng và chia sẻ kiến thức một cách công bằng các nền tảng mang lại lợi ích này thường được gọi là các chương trình lập mô hình thông tin xây dựng có thể hợp lý hóa quy trình phê duyệt hoặc kiểm tra các kế hoạch khi cần bằng cách làm cho các kế hoạch có thể di động và có thể truy cập được bằng kết nối internet Phần 14. Người quan trọng Geoffrey Parker là giáo sư giảng dạy kỹ thuật tại Đại học Đắc Mau và đã tiến hành nghiên cứu tại Viện Sáng Kiến Công nghệ Massachusetts về Kinh tế Kỹ thuật số. Trước đây, ông làm việc cho General Electric và hiện đang tư vấn cho chính phủ và khu vực tư nhân. Marshall Van Ansi giảng dạy tại Đại học Boston và đã tiến hành nghiên cứu tại MIT Initiative on the Digital Economy. Các bài báo của ông về mạng hai mặt đã giành được giải thưởng từ các tổ chức khoa học. Sanjit Chowdhury tư vấn cho các giám đốc điều hành khu vực tư nhân về các doanh nghiệp nền tảng. Anh ấy viết cho blog Platformet và đã công bố nghiên cứu trên nhiều ứng phẩm. Steve Jobs 1955 đến 2011 là người đồng sáng lập và giám đốc điều hành của nhà sản xuất thiết bị Apple Inc. Jobs nổi tiếng với những đóng góp của ông trong việc phát triển iPod và iPhone. Phần 15 Phong cách của tác giả. Cách mạng nền tảng được viết theo phong cách học thuật thường xuyên chuyển đổi giữa ngôn ngữ chung, dễ tiếp cận và thuật ngữ chuyên môn cao. Thông tin trong văn bản là kỹ lưỡng và dày đặc với các ví dụ thực tế, nó cũng tham gia sâu vào các chủ đề có tác động đến lĩnh vực kinh doanh nền tảng, chẳng hạn như các yếu tố kinh tế quyết định sự thành công của nền tảng và các chi tiết nhỏ của các giao dịch kinh doanh nhất định nó không thảo luận sâu về công nghệ thúc đẩy sự phát triển của các doanh nghiệp nền tảng những chi tiết có thể trở nên không liên quan khi những tiến bộ trong tương lai làm cho cơ sở hạ tầng công nghệ hiện tại trở nên lỗi thời các tác giả thường gọi người đọc là bạn không rõ ai trong ba tác giả đã viết phần nào của cuốn sách các tác giả thường xuyên xuất hiện trong câu chuyện với tư cách là nhân vật trong các sự kiện kinh doanh nền tảng và luôn được giới thiệu bằng cách tuyên bố rằng họ là tác giả của cuốn sách dấu hoa thị trong tường thuật dẫn đến các ghi chú ở cuối chương bổ sung ngữ cảnh cho một sự kiện hoặc làm rõ lý do mô tả một sự kiện theo một cách nhất định chú thích được sử dụng để kết nối với các nguồn được trích dẫn ở cuối cuốn sách văn bản của cách mạng nền tảng sử dụng ngôn ngữ chuyên biệt và các tài liệu tham khảo cần có kiến thức trước đó ví dụ các tác giả đề cập đến quảng cáo tự phục vụ trên myspace mà không xác định khái niệm đó hoặc mô tả hình thức quảng cáo này và họ sử dụng thuật ngữ black and play khi đề cập đến cơ sở hạ tầng mà không chỉ định cách thuật ngữ đó phù hợp với ứng dụng trong câu hỏi. Hầu hết các thuật ngữ dành riêng cho nền tảng đầu tiên được viết bằng chữ nghiêng và được định nghĩa gần như ngay sau đó. Hầu hết các ví dụ trong cuốn sách đề cập đến một số công ty hạn chế, bao gồm Uber, Airbnb, Facebook, Twitter, OK Cupid và Upwork các tác giả minh họa một số điểm bằng cách mô tả một tình huống tương tự trong kinh doanh đường ống, chẳng hạn như thách thức bán các thiết bị hỗ trợ Internet không dây, hoặc các tình huống tương tự trong chính phủ, chẳng hạn như cách lý quan diệu ở Singapore tạo ra lợi ích lâu dài thông qua các biện pháp chống tham nhũng. Hầu hết các chương tập trung vào một chủ đề duy nhất, chẳng hạn như quản trị hoặc cạnh tranh và chia nhỏ các vấn đề xung quanh chủ đề đó thành một danh sách. Trong một số trường hợp, những danh sách này chứa danh sách con. Ở cuối chương, một danh sách các bài học rút ra sẽ chia chương này thành một vài khái niệm chính. Phần 16. Góc nhìn của các tác giả. Các tác giả của cuộc cách mạng nền tảng là một số chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực kinh doanh nền tảng mới. Cả ba đều là nhà nghiên cứu đã xuất bản. Geoffrey Parker là giáo sư tại Đại học Đắc Mau, người đã lấy bằng tiến sĩ về khoa học quản lý tại MIT. Marshall Van Aysi là giáo sư tại Đại học Boston, người cũng đã lấy bằng tiến sĩ về hệ thống thông tin của MIT. Cả Parker và Van Anci đều là nhà nghiên cứu tại sáng kiến về kinh tế kỹ thuật số của MIT, một bộ phận của trường quản lý Sloan, nghiên cứu tác động của những tiến bộ kỹ thuật số như trí tuệ nhân tạo và phân tích mạng đối với xã hội. Sanjit Chowdhury viết về những phát triển chính trong nền kinh tế nền tảng trên blog của mình. Platform và điều hành phòng thí nghiệm chiến lược nền tảng tư vấn. Phần 17 kết thúc Instarix. Chúng tôi hy vọng bạn thích Instarix này.